Này anh ấy ơi, nghe anh ước muốn về làm rể miền Tây. Anh nói thiệt tình hay lời nói bài bôi, lúc nào ứng tiệc vui giữa đông người ca. Nếu anh thiệt tình thì em nguyện làm mai cho anh về làm rể. Nguyện được bên em ta chung lòng xây đắp